was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice. Họ luôn tạo ra những đợt tấn công ở hai cánh, đặc biệt là cánh phải. Câu trả lời nhanh dành cho các cầu thủ của Phú Yên Sài Gòn. I like you, I can't wait. Quả đá bóng của Duy Dương có ý rất nguy hiểm. Nhưng tiếc là tình huống bỏ lỡ của các cầu thủ bên phía Phú Yên Sài Gòn. Lên đó là tình huống dành cho cầu thủ chéo số 14 Xoay Đi Pháp. Duy Dương đã có một pha chuyển bóng loại hệ thống phòng ngự đối phương rất hay, rất thoải mái để chờ bóng về. Siro, người đang đá với vai trò trung vệ, các thủ công an đội từ Đức chỉ đá đúng ba cầu thủ thôi. Cơ hội dành cho Trung Pate, rất đáng tiếc. Một pha thoát xuống rất nhanh nhưng lại không có được cú dứt điểm như mong đợi. Cầu thủ của Thủ Đức đang có những cơ hội sút bóng cực kỳ hay. Thứ nhất là hai pha bóng ở cánh trái và cánh phải dành cho cầu thủ của họ trong những phút vừa qua. Hợp lý, Việt Hà Đu. Đánh đầu. Đó là một khoảng trống mà Văn Dương có lẽ sẽ phải hàm bóng bước một để có thể dứt điểm hơn là một tình huống đánh đầu. Tuy nhiên quy định đưa ra là hơi khó dành cho số 79 cầu thủ leo bên cánh phải của Phú Yên Sài Gòn. Goal! 1-0 dành cho câu lạc bộ Phú Yên Sài Gòn. Như vậy là sau nhiều nỗ lực chúng ta đã có được bàn thắng dành cho trận đấu này. Ngay sau khi tình huống mà Văn Dự đã bỏ lỡ thì triển khai trở lại, các cầu thủ của Phú Yên Sài Gòn đã có thể lấy được bóng. Và Kumachiao số 77 đã chuyển hóa cơ hội để bàn thắng. Người thực hiện đường truyền dành cho cầu thủ này đó là người đồng đội Martial số 21. Cuộc bóng tốt của Trình M85 bóng bật ra. Đó là pha bóng mà thủ thành của cầu thủ Phú Yên Sài Gòn đã xử lý hơi mạo hiểm. Đây có một cầu thủ của công an thành phố Thủ Đức đi đâu ở trong vòng cấm, nhưng đây là cơ hội tấn công dành cho Văn Dự. Quyết định đột phá thôi. Đó là một pha dốc biên và dứt điểm không thành của Văn Dự. Số 79 vừa bỏ lỡ cơ hội ngoan ăn của mình khi mà anh đã có thể xử lý để qua cầu thủ của đối phương. Một tình huống phản công nhanh và hệ thống phòng ngự của cầu thủ công an thành phố Thủ Đức khu vực 2 vừa rồi đã tỏ ra khá mong manh. Còn đây là pha bóng mà thủ thành của Phú Yên Sài Gòn Thanh Tuyền đã văng ra và có can thiệp lỗi. Nhưng rõ ràng chúng ta hãy cẩn trọng, cao thủ của Phú Yên Sài Gòn họ rất giỏi cho những pha triển khai để tạo khoảng trống. Đó là cú dứt điểm từ xa, một pha ra trận rất quyết đoán dành cho cầu thủ của Phú Yên Sài Gòn. Và như đó là tình huống dành cho số 9 của họ. Quả bóng dành cho Nhật Vũ Ba. Và mặt bóng ngược trở lại và sau đó có một quả trống và thậm chí bóng đá đập đất. Để qua đó khiến cho mảnh lưới của Trung Võ bị rung lên lần thứ hai. Tín đen. Văn Dự vẫn còn là số 79. Đường chuyền bóng bầu vào trong đánh đầu. Bóng chạy ra ngoài. Đó là đường chuyền của Văn Dự vào trong dành cho số 21 Nhân Nguyễn. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. Nhân Nguyễn, rồi dành cho Nhân Nguyễn, đường chuyền vào, vẫn còn. Đó lại là một tình huống xử lý nước đôi nửa sút nửa chuyền. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại hiệp đấu đầu tiên của trận tài của câu lạc bộ Thủ Đức. Và
khu vực 2 và ca từ câu lạc bộ Phú Yên Sài Gòn. 2-1, 2-0 là bằng kết quả mà cần. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all. Di chuyển rất hay, cơ hội dành cho cầu thủ của Phú Yên Sài Gòn. Tính đến không vào. Vào ngoặt vắng ngược trở lại và khoảng trống ở chân phải dành cho số 31 là rất lớn. Nhưng cú đá của anh chỉ mang về đá phạt góc mà thôi. Thủ thành của công an thành phố Thủ Đức khu vực 2 đã có một pha bóng nỗ lực cảm nhận tốt. Sẽ có đá phạt góc cánh phải. Cú đá quá cao. Cú ra chân của Trần Anh Dương. Điều đá như vừa rồi mà lỡ mà có chú chim nào buổi sáng đẹp trời đang vi vu thường thức buổi sáng va vào thì cũng hơi tội bởi vì nó đi thẳng lên trời. Bật bóng nguy hiểm, tín đen. Solo. Rất tự tin cho tình huống đi bóng vừa rồi dành cho Hữu Đặng. Hữu Đạt. Có khoảng trống, cú dứt điểm. Bóng lại kẹt ra ngoài. Một loạt pha xoay sở rất sông sáo dành cho Hữu Đặng và ca thủ Phú Yên Sài Gòn. Nhưng nó đã kết thúc với một cú đá kẹt ra ngoài. Phần sân nhà rất chậm rãi trước khi thực hiện cú phát bóng lên của Phú Yên Sài Gòn. Ý tưởng vừa rồi đã bị bắt bài. Húc nhấp. Trình bờ 85. Gối. Rất đáng tiếc. Vẫn có lỗi biệt vị. Đường chuyền vào rất nguy hiểm rồi. Sau đó thì cú đá ấn chậm và thủ thành Trung Võ đã kịp lùi về. Phản cú thua của bàn thua chậm đấy của thủ thành Trung Võ và các đồng đội dành cho mảnh lưới của công an thành phố Thủ Đức khu vực này. Nhân Nguyễn. Đường nhận lớn nhất mà Nhân Nguyễn có được. Không lỗi việt vị, rất đông ca thủ của Phú Yên Sài Gòn. 3-0 dành cho họ rồi. Đó là pha làm bàn dành cho Hữu Đạt. Tình huống đưa bóng lên từ phần sân nhà. Triển khai tấn công rất nhanh của ca thủ Phú Yên Sài Gòn. Chúng ta theo dõi lại trọn vẹn pha bóng này. Và một tình huống di chuyển để phá bẫy việt vị rất hay của Hữu Đạt. Cú đá của anh cũng là khá tốt. Mình chết đắc hổ sang trận và cánh trái đó là số 8 Việt Haru cũng muốn phòng ngự cho ca thủ của Phú Yên Sài Gòn thời điểm này. Trần Tú khoảng trống kia. Cuối cùng cũng có pha làm bàn dành cho ca thủ của công an thành phố Thủ Đức khu vực này. Đó là một pha xử lý tốt dành cho 67 Trần Tú trước khung thành của đối phương. Một loạt những động tác xoay sở và qua người tạo ra khoảng trống ở phía trước. Vừa rồi thì mỗi đội phòng ngự của các cầu thủ Sài Gòn đã bỏ khoảng trống mở về giữa rất lớn. Thủ thành Thái Nguyên. I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel pass good, tốt. You look great, I like you, I can't wait. A first time, động tác một chạm tốt dành cho số 14 của cao thủ bên phía Phú Yên Sài Gòn. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Khoa làm bàn dành cho Seripap.
sức rất tuyệt vời. Số nâng lên là 4-1 dành cho các thủ Phú Yên Sài Gòn. Chạm có thể nói là rất cảm giác và rất đẳng cấp. Đây là pha bóng đưa lên từ phần sân nhà dành cho thủ thành Thanh Tuyền, và sau đó chỉ cần thêm một nhịp nữa, một chung một vị trí trung chuyển, và phần còn lại là một kết quả cực kỳ tuyệt vời dành cho nỗ lực của số 14 bên phía Phú Yên Sài Gòn với một động tác xử lý bóng sống ngay. Một đội bóng có những cầu đấu nền tảng thể lực dày, nhưng họ sẽ lựa chọn sân nhà Thanh Thái để tiếp đón đối thủ. Và truyền thông Ropi chúng tôi cũng sẽ hân hạnh gửi đến quý vị trận đấu cho vào lúc 13:30 chủ nhật ngày 11 tháng 6. Cú đá rất nguy hiểm. Cú đá ở trong vòng cấm nhưng lại chạy ra ngoài. Lẽ đó là ra chân phía trái của Hoàng Anh. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. Hợp lý, Hoàng Anh, rồi, Hoàng Anh. Hoàng Anh, đây rồi. Đường chuyền vào đã bị đánh chặn ngay. Trước khi bóng vừa đến với một bóng áo vàng ở trên tuyến trong, đó là Thọ Đại Ý, người đã đeo bám của các thủ Phú Yên Sài Gòn trong pha bóng ngựa vừa rồi, đó là số 13 Sang Trần, hiện đang bị Hoàng Anh vượt qua. Vẫn còn Nhật Nam, cần phải nhanh hơn nữa. Và bây giờ là câu trả lời dành cho các thủ Phú Yên Sài Gòn, nó dâng lên rất cao. Nhật Phú Ba Hữu Đăng và chuyển bóng khá tốt. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Phản biến trả biến. Đây là một pha bóng rất đẹp mắt dành cho pha xử lý của số 10, số 6 Hoàng Anh. Ngày hôm nay dự kiến với những gì đang diễn ra sẽ là một điều kiện nắng đẹp. Trận đấu sẽ được diễn ra xuyên suốt. Truyền thông Ropi chúng tôi sẽ có những khung giờ vào chiều nay. Những trận đấu ra U sân 11, sân 7 và cả sân 5. Sẽ đi Pháp tiếp tục là cú đá nữa, không vào. Lần này thì bóng đi chạy ra ngoài. Đó giống như cách mà trước đó số 14 của các thủ bên phía Phú Yên Sài Gòn đã có được bàn thắng dành cho riêng mình. Và sang thấy thủ thành đối phương băng ra khá xa. Pha chuyền rất tốt của Hoàng Anh, rồi dành cho công an thành phố Thủ Đức khu vực này. Chỉ có một trung vệ thôi nhưng cũng khó có thể vượt qua. Nhưng pha chuyền bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay, sự có mặt của số 6 Hoàng Anh là rất nhạy. Nhưng tiếc là các cầu thủ ở tuyến trên tấn công thì lại không thể tận dụng thành công. Rồi phản công nữa dành cho các thủ công an thành phố Thủ Đức khu vực 2. Quá người chưa dứt điểm mà cũng chưa truyền nữa. Vẫn có quá nhiều những động tác. Trọng Tín, Hoàng Anh. Chiều Hoàng Anh buộc phải sửa bóng, nhưng đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giao hữu trong buổi sáng ngày hôm nay tại sân vận động quân khu 7 giữa các thủ công an thành phố Thủ Đức khu vực 2 và các cầu thủ vừa câu lạc bộ Phú Yên Sài Gòn FC. Tỷ số chung cuộc là 4-1 dành cho trận đấu này, và cảm ơn hai đội bóng đã mang đến cuộc so tài. Cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày chủ nhật tuyệt vời cùng với người thân, và hãy cùng đồng hành với anh em kết rồi với những trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ tôi là anh Nhật cùng anh em ekip thân ái chào tạm biệt.